Để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, ngày hôm nay Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Hoàng Trung Kiên, trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vào chiều ngày 17 tháng 7, sau khi ăn nhậu xong, Hoàng Trung Kiên có hành vi gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà mình ở ấp Phước Tiến, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Người nhà đối tượng đã gọi điện trình báo Công an xã Tân Phước. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phước đã phân công Đại úy Hà Hoàng Hậu, cán bộ Công an xã, cùng với 3 đồng chí bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Mặc dù được lực lượng công an tuyên truyền vận động, nhưng Kiên không chấp hành mà còn lấy một con dao dựa đuổi chém lực lượng thực thi nhiệm vụ. Do bị bất ngờ khi ở khoảng cách gần, Đại úy Hậu đã bị đối tượng Kiên dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích rất nặng. Thấy anh Hậu bị chém, các đồng chí còn lại đã khống chế đối tượng Kiên đưa về trụ sở Công an xã Tân Phước để làm việc, đồng thời đưa đồng chí Hậu đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.